Rồi, xin chào các bạn, hôm nay là tiếp tục khui thùng 9320. Đợt này là được mùa 9320. Em tên gì nhỉ? Anh Trọng. Em Trọng. Em đặt thằng là hàng con 9320 này đặt từ hôm nào? 19 tháng 4. 19 tháng 4 đấy. Thì bây giờ đến hôm nay là mới đầu tháng 5, tầm khoảng hơn 2 tuần chút. Thì con này cấu hình của nó là 9320 bản Plus. Con này là 13.4 inch Full HD cộng, màn hình cảm ứng 27-13 chip P, RAM 16GB nhé, tổng cứng 512. Đấy, màn hình Full HD cộng, cả màn hình của nó là Iris XE. Đấy, em khui thùng cái bóc tem. Đây là bộ phụ kiện đầy đủ của 9320 đây. Thì mình thấy là cái này bây giờ nó thiết kế dây sạc nó rời ra và dây nguồn cũng rời ra. Dây nguồn nó rời ra từ trước rồi, nhưng đây dây sạc cũng rời ra, nó tiện cho người sử dụng. Về sau còn nếu mà có hỏng cái dây thì mình thay dây là xong. Còn cái này nữa là cái cổng truyền này, cổng truyền rất là tốt này. Chứ cổng truyền mua mà đồ bên ngoài vào nó hay rất bị hỏng cái cổng truyền này. Rất hay bị hỏng. Cái này dây tai nghe, màu của nó mình thấy đây màu nó hơi tái tái, không còn cái màu đen nữa. Rồi, con này là bạn Trọng với cả Hàn Lab là cùng nhau là săn sale trên những cái phiên live của Hàn Lab. Trọng là đọc bao tiền nhỉ? Em đọc 29.500. 29.500, đấy giá mình công khai nhé, giá là 29.500 và 9320 Plus bằng 6GB. Bây giờ giá cái này đã tăng lên một vài triệu rồi. Rồi, chúc mừng Trọng đã săn sale cùng Hàn Lab.